Anh ơi, cho em hỏi, function là gì vậy ạ? Em thấy anh hay bảo mọi chức năng đều được tích hợp trong một nút function. Vậy nó hoạt động như thế nào? Hướng dẫn em với. Dễ mà, để mình chỉ cho. Vậy hôm nay, anh em hãy cùng mình tìm hiểu chức năng của nút function là gì nhé. Chúc mừng anh em chính là siêu phẩm của năm 2024 đến từ nhà Cutman B25. Chân đàn sẽ bao gồm những nút quen thuộc với anh em như là nút nguồn, nút volume, nút void, function, recording, grand piano và cả metronome nha. Vậy nút function dùng để làm gì? Tìm hiểu nhé. Function là nút chức năng giúp thay đổi các điều chỉnh trên đàn. Để kích hoạt, chúng ta bấm và giữ nút function và nhấn phím chức năng mà các bạn muốn thay đổi. Trong function của B25 sẽ bao gồm các chức năng từ cơ bản đến nâng cao như là: đầu tiên là cảm ứng lực nhấn, touch với 4 cấp độ sẽ bao gồm soft, standard, hard và một chế độ off. Đầu tiên sẽ là tính năng off với chức năng tắt hoàn toàn cảm ứng lực nhấn, được dùng khi bạn không muốn sử dụng chức năng cảm ứng lực nhấn. Thứ hai sẽ là soft, lực nhấn soft phù hợp cho các bạn mới tập chơi. Ở mức này yêu cầu lực nhấn rất nhẹ để kích hoạt tính năng cảm ứng, thích hợp cho các bạn có lực tay nhẹ và muốn thao tác nhanh mà không tốn quá nhiều lực, phù hợp với các bạn nhạc nhanh và tốc độ cao. Thứ ba là standard, yêu cầu lực nhấn trung bình để kích hoạt tính năng cảm ứng. Đây là chế độ mặc định, phù hợp với tất cả mọi người dùng. Cấp độ thứ tư sẽ là hard, yêu cầu cảm ứng lực nhấn mạnh hơn để kích hoạt tính năng cảm ứng ở trên đàn. Tính năng này yêu cầu độ chính xác và kiểm soát lực cao, phù hợp dành cho những người chơi chuyên nghiệp. Mỗi chế độ này có thể được sử dụng trong các tình huống khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của người dùng. Để kích hoạt, anh em bấm vào giữ nút function. Tiếp theo, anh em hãy bấm vào lần lượt các nốt La không, Si không, Đô 1, Re 1 sẽ tương ứng với các chế độ như là Off, Soft, Standard và Hard. Khi kích hoạt, trên màn hình sẽ hiển thị các ký hiệu của các chế độ cảm ứng lực nhấn. Vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn về tính năng Touch được tích hợp trong nút Function. Anh em hãy đón chờ phần 2 nhé, mình sẽ giới thiệu nhiều tính năng thú vị khác. Cảm ơn các bạn đã xem video lần này. Các bạn hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ tụi mình nhé. Hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music để trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này nhé. Hoặc liên hệ qua số hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn ngay. Xin chào và hẹn gặp lại.